Đây mọi người nhìn đây đi. Thì tiếp tục đây tôi lại duplicate kết cái phần with detailing đây, để giữ lại. Tôi chỉ làm hai tầng thôi nhé, nhiều tầng nó giống nhau mà. Tôi cũng duplicate edit file này, duplicate. Mọi người hiểu đây là view gì không? Cái này này, cái này người ta gọi là view này. Mọi người thấy trình đơn quản lý view đây không? Còn khi tôi vào edit file này thì ở đây nó gọi là try này, thì đây người ta gọi là view try, là kiểu view. Ở đây nó có kiểu view là mặt bằng chi tiết tường này, mặt bằng lát sàn này, đúng không? Mình duplicate cái view này nữa nên mình gọi đây là mặt bằng bố trí nội thất. Đúng không? Này. Ok. Và sau này ấy, tôi tách được ra cái view try này, người ta đây gọi view try này. Thì cái view try này tôi chuột phải add view template thì người ta gọi đây là view template. Đây này. Mọi người thấy không? Tôi chọn architecture plan này. Đấy, nó hiện nguyên bản đúng không? Còn nếu mà tôi Ctrl Z lại, đây là mặt bằng tường xây, chọn đây thì tôi lại duplicate thằng này lên nữa. Duplicate thằng này lên, người ta gọi đây là gì? Đây là view template. Đấy thì nó có cấp độ view nhá, nó theo trình tự nhá, view này, view try này và view template này. Mọi người hiểu tôi rõ ba cái view đấy vì chúng ta làm việc chỉ có ba view đấy trong phần triển khai này thôi. Và quản lý tốt ba view đấy là ok. Vẽ xấu đến mấy thì vẽ như quản lý view tốt đấy vẫn ok. Đúng không? Vì đôi khi mình đặt mặt cắt nó chỗ này thích đặt, chỗ kia thích đặt, nhưng mà trong cái bản vẽ đấy tôi đã ẩn cái mặt cắt đấy đi rồi. Ông vẽ đâu cũng được thoải mái. Tức là tôi chỉ cần hiển thị những cái gì tôi mong muốn thôi. Đấy, thì đây là mặt bằng bố trí nội thất 1/50. Ok. Thì trong bố trí nội thất này, tôi tạm thời ok đi. Này mọi người có thấy mặt bằng bố trí nội thất đây đúng không? Chọn này. Add view template đây rồi. Mặt bằng bố trí nội thất. Ok. Này. Thì trong phần mặt bằng bố trí nội thất này thì lát sàn tôi cũng không cần. Bây giờ tôi chỉ cần việc là kê đồ thôi. Nhưng ở đây nó chưa có đồ đạc gì đúng không? Nhưng tôi cứ bố trí đồ này nhé. Xin vào tôi bố trí tạm thời thôi nhé. Load family này. Tôi chọn ở đây là furniture nha. Cái đồ office văn phòng thì bàn này. Này. Cái này nó có sẵn đây rồi. Nó có rồi ấy. Thì là chúng ta load vào nó có sẵn rồi. Thì chúng ta phải chọn ở trong đây. Đúng rồi. Chúng ta quay này, nó cứ bị quay 90 độ rồi. Còn chúng ta muốn quay chuẩn hay không ấy, là chúng ta phải đưa nó vào đúng một cái điểm này. Để nó quay thì nó sẽ quay đúng 45 độ không ta. Này, ví dụ tôi đặt đây. Này nha. Chọn ghế này. Edit try. Duplicate. Sau này các cấu kiện này chúng ta cũng đặt như thế. Ví dụ B1 là bàn. Kích thước bao nhiêu? Ví dụ như đây là 600 nhân với cả 1200. Ok. Tôi chưa chiều cao. Tôi thể William cao ở đây. Nhân bao nhiêu? 750 đi. Ok. Chúng ta có chiều, chiều sâu 600, chiều cao 750, width 1200. Ok. Mọi người thấy chưa? Chúng ta dùng lệnh backchop này, MA này. Đúng không? Đấy, và chúng ta dùng ghế này. Đây, place the component, lệnh CM ấy, load family này vào furniture này. Đúng chưa? Thì vấn đề đấy, sau này chúng ta đây là thư viện mặc định, còn sau này tôi muốn cái thư viện của ngoài của tôi ấy mà tôi cứ phải load family này, tôi phải vào tận đây chọn chọn này thì đến bao giờ? Đúng không? Thì rất là khó đúng không? Đây phần history là phần nhớ lại đúng không? Phần cái phần kia thì bây giờ tôi muốn chọn thì tôi phải vào option này. Vào file local này, mọi người nhìn thấy tất cả phần plate này. Plate này, tôi add thêm này. Ví dụ đây này. Tôi ghi đây là gì? Library được nhá. Revit.vn chẳng hạn. Đây đúng không? Tôi sẽ tạo cái đường dẫn này đến cái thư viện mà Archivina có. Có Revit.
Không à? Kinh vãi. Đâu? Không? Nó bắt đầu nó ngáo rồi đấy. Nên đây đi. Đây thư viện Mặc Định à? À không không thư viện đây nè. Dọn nó không không tiếp không? Thế thôi à? Ok. Nhá. Ừ, ok. Ok. Thế đây, Lord Family. Các bạn sẽ thấy bên này nó sẽ có này. Không không thư viện này. Đấy, ta sẽ chọn ở đây. Sẽ nhanh hơn rất nhiều đúng không? Sau này mình sẽ có nhiều loại thư viện, ví dụ như là thư viện về phần vệ sinh này, như thư viện bố trí đồ này. Đấy chỉ mấy loại mà mình hay dùng thôi. Lần đầu tiên cái này nhìn quen đấy. Từ cái này là tất cả những cái hàng thư viện này bên trung tâm nào chả cóp về chả soạn là ngồi gửi cho học viên. Bên nào là như bên nào, cái hàng public trên mạng đâu là giống đúng không? Ví dụ như ở đây sẽ là các phòng à? Không, các phòng à, đây được đã đặt rồi đúng không? Phòng phòng làm việc đi đúng không? Nhìn bản xấu quá. Thôi được rồi, lấy tạm cái này, ok. Hàng ăn sẵn rồi. Được chưa? Có vẽ không? Nhà mình chín rồi. Em còn vẽ 2D. Đây, tôi sẽ làm cho cái giống như Archivina ở giữa này. Được nha, tôi chọn này, dùng gạch mirror. Sao không giống được. Này, mirror. Được chưa? Đấy, đại loại là tôi đặt như vậy đi. Được nhá, các bạn nhìn 3D thử đi. Đấy. À. Chuột cầm tay trái à? Gọi là mirror ngược sang này sang này đúng không? Rồi, tôi lấy ví dụ thôi. Thì ở trong đây ấy, các bạn phải hiểu cái này ấy, là family của family. Tức là trong đây nó có cả family của cái ghế này. Là một loại family. Mọi người thấy không? Nè. Đúng không? Mỗi cái này là một family này. Nó lốt vào này. Cây máy tính này là một family này. Đúng không? Cả cái cabin này cũng là một family này. Cabin LED này. Giống cái việc là kể cả chúng ta bổ tủ bếp ấy, nó có hai loại, một là loại Việt Nam là rẻ tiền, là cái dạng đóng sẵn, được chưa? Theo kích cỡ mong muốn. Còn bình thường kia nó sẽ sử dụng là cabinet này, là tất cả cái này nó hai hồi, là nó chỉ việc ghép thôi. Có nghĩa là cái thợ, tôi đã từng xem một thợ, một thằng Tây Đen nó lắp cái tủ bếp nước ngoài và nó chỉ bắn nó nguyên một như cắt tóc, như thợ cắt tóc ấy, nó đủ các loại vít thay các thứ ốc nhá, các thứ treo phát lên vuông đẹp đẹp thẳng tưng. Nó xếp thứ tự bọc các thứ cẩn thận. Hàng nhập đấy. Vâng, đấy. Nhưng mà cái nhà đấy thì trừ cho những cái nhà mà nó rất rộng và nó rất thoáng và cái tủ nó có đảo chứ các thứ nó thẳng cái này thôi. Thì tôi bảo là con Việt Nam này cái hốc này hốc kia, chị muốn chỗ này để hút mùi này, chỗ này để đấy để son này, đấy. Đây đấy. Đây đấy. Bếp chị muốn bếp nó phải chéo từ góc tường ra nó đúng hướng nhà chị chẳng hạn đấy. Bếp thì được hướng như bàn thờ lại không, phòng ngủ ấy cũng không, đúng không? Được hướng bếp này, ví dụ đây, tôi load vào family, tôi chọn vào phần bài tập đấy, tôi tách riêng nhé, bây giờ tôi lại load riêng này, ấn phím cách này nha. Chọn đây, muốn xem 3D nhanh thì ta chọn đây. Đây. Để xem biết là vấn đề là cái ghế này nó có phải quay về hướng này không, không thì cái bàn này quay ngược lại lại đút chân vào đây. Được nhá. Vấn đề tôi đã bảo rồi mà đấy, như giống như là tay chuột bên phải hay bên trái đấy. Được chưa? Sao cái bàn lại đi chưa được cái ghế này? Đó. Bây giờ anh muốn cái ghế này, cái bàn này vào cái ghế này thì anh phải click vào cái bàn này. Và anh sẽ phải chọn là CM. Ở à đây. Control tab. Control tab. Này. Cái ghế này
Load Family và chọn nó vào tên của cái ghế đấy, à cái bàn đấy, chắc là đây rồi. Này, thì mình vào đây, mình đặt đây, ấn phím cách này, đấy, nhờ. Còn anh có đặt parameter cho thằng này với thằng này cũng được, gắn với tâm của nó, cách tâm này bao nhiêu? Không, nhưng mà nó cái bàn, sao mặt bàn nó cũng nhìn thấy cái vết, cả cái ghế ở dưới. À đây. Bàn nó sẽ chỉnh góc không, nó trong cái bàn nó nhìn thấy ghế luôn này. Đây. Đấy, nó ném ghế. Được chưa? Sao nó cũ? Cái cũ đâu nhỉ? Đấy, chắc là bị. Đấy, không nhìn thấy. Như hai cái nội thất là nó lúc nào nó cũng vậy luôn. Đây, còn những cái này là đang anh đang xem đây đúng không? Là cái này nó đang bị làm sao? Đang mình đang nhìn thấy cái phần mặt bằng đang che này đúng không ạ? Chọn vào đây này, thì click loop này thì chính là việc là cái mặt bàn này này. Nó không phải đang bị ẩn mà mình sẽ có mức độ ở đây là visible graphic này. Nha. Thì trên mặt bằng này nó không được hiện ra này, anh tích vào mặt bằng này. Nó sẽ hiện cái phần mặt bàn này ra. Này. Nó che đi. Đấy. Này, xóa cái ghế đi. Nó vẫn bị đây. Chắc là cái nó lại ghế ghế để lên lại view độ cao. Hả? Không phải. Đây này, nó để chamfering này. Để trong trong suốt. Để xem nào. Chủ yếu là mặt bàn. Nhìn xuống dưới đúng không? Nhìn xuống dưới. Đây là lòng trần. Đi theo anh Tùng. Đây. Mình kêu ngon nét detail ấy. Anh xóa nét detail đi. Không, nó có một cái nét gì theo. Cái gì theo ở dưới đấy. Đây à? Để anh xóa cái nét gì theo. Đấy, thì dùng vát kẻ. Đấy, đấy. Gì theo từ đấy. Lúc nào nó hiện. Cái này thì chuẩn. Nó có nét gì theo ai từng đấy. Xóa này đi là nó đấy luôn. Đúng không? Đúng rồi, em nghĩ là đúng rồi. Nhìn theo cái bàn nó không liên quan. Nhưng anh sợ cái thằng ghế này này nó vẽ bằng nét detail này. Nó vẽ bên trên cái floor này này, nó cao hơn cả của cái bàn nữa cơ. Đây này. Đây này. Thấy chưa? Đây này, nó có cái phần đường line này. Đấy, nếu mà mình chọn đây mình xóa hết cái đường line đi thì nó là hết đi. Còn mình chọn là mức độ thằng này ấy. Đấy, thấy chưa? Đúng không? Chọn này không hiển thị ở mức độ đơn giản như này, chỉ hiển thị mức độ chi tiết thôi. Theo mình thấy. Cái này nó thì lại là mức độ đơn giản này, do cái đường lai của cái thằng này, đây này, do đường lai của thằng ghế này. Có
Hả? Hiện mặt đây mặt bằng nhỉ? Này đúng không? Chọn tất cả cho nó hiện mặt bằng nhé. Không, cái này chắc chắn được. Đấy. Được nhá. Có nghĩa là cái đường trên này nó là đường detail line, là nó vẽ trên mặt cao này cho mình. Rồi, thì bây giờ đến tiếp tục này, việc này chúng ta tác tác cái đồ này. Thì nếu chúng ta dùng lệnh TG đây, annotate này, ra dùng tag material nhé, tag on nhé, chọn đây đồ nội thất thì phải là cùng furniture. Thì lúc này ấy, mọi người mới thấy đây này, chọn này này, nó phải thuộc cùng furniture. Cái ghế này nó cũng cùng cục furniture. Hay này, những cái gì mình tạo ra cùng furniture, cái này là redirect model, lúc ta tag là nó không được. Thì bây giờ ta muốn chuyển thằng này ra thành, thì ta phải là như nào? Edit, click đúp vào đây đúng không? Chọn thằng này đúng không? Thằng này là furniture rồi thì phải chọn cả vào đây, chọn tất cả vào đây này, chuyển tất cả thằng này về furniture. Ok này. Đây vào phần family category, thay đổi category cho nó đấy. Thì cái vấn đề quản lý thư viện là như vậy đấy, là chỉ phải cho đúng hết về category đấy. Thì bây giờ nó đúng category này thì mình tag nó mới ổn được, thì mới tag được hết nó ra những cái phần nhanh được. Tag on này và furniture, thì muốn có furniture đây thì chúng ta sẽ phải vào mũi tên đây này để load tag này. Chọn này load family, chọn này furniture này, này furniture box này đúng không ạ? Ok, tag on, chọn là furniture tag empty. Ok, mọi người nhìn thấy đây chưa? Đây này, nó tính theo bộ. Ví dụ như bàn đây, tôi ghi vào cái bàn này nó tách rời này, thì nó sẽ là bàn với ghế riêng. Bàn đây, furniture thì tôi vẽ cho vào try mark. Ví dụ tôi ghi là B1 đúng không ạ? B1. Ok. Tiếp tục cái ghế này, tôi ghi là G1. Hả? Để mà triển khai, để mà chuẩn nó cũng mất thời gian đấy. Tôi kéo dịch ra ngoài này đúng không? Này. Thì vấn đề là các bạn biết mũi tên thì chọn leader đây đúng không ạ? Chọn free end là chúng ta phải di chuyển thằng này đến đây. Còn đây sẽ là mũi tên hay là cái gì thì tùy chúng ta chọn đây. Đốt hay là mũi tên. Này. Mày thấy không? Này. Free end. Đây. Tôi đã bảo rồi, đến giờ rồi. Nó còn bình thường tôi không dùng free end này đâu. Tôi cứ để này để cạnh là được rồi. Đã biết rồi. Đúng không? Đấy, thì chúng ta kéo ra như này thôi. Thì cái bàn này thì B là nó sẽ là gì? B2 chẳng hạn. Được chưa? Cái này nó đi theo gì? Đi theo bộ luôn. Thì tất cả nó đều tên là B2. Mọi người thấy không? Mọi người thấy thoải mắc không? Mà thường những cái này ấy, thì nó phải giống song song với nhau. Giống trên giống dưới. Đấy. Thì bản vẽ nha. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải thống kê vấn đề là bao nhiêu bộ này, đúng không? Và bao nhiêu cái ghế. Thì phải vào view schedule, chọn đây. Ta phải chọn là furniture. Chọn đơn giá này, số lượng này, ảnh này, nha. Level này.
để còn lọc mà. Try này, try mark này, try mark là quan trọng này. Try common này hay là common thôi. Try common này. Đây common này, ghi chú cái gì thì ghi chú. Được chưa? Sắp xếp theo thứ tự. Try mark đầu tiên là ký hiệu lên đầu. Sau đến tầng. Rồi đến try common. Được chưa? Đây, common. Số lượng rồi đến đơn giá rồi đến ảnh. Được chưa? Ảnh minh họa này. Ok. Mọi người thấy đây không? Đây là gì? Tầng tùm có gì nhỉ? Còn chưa ký hiệu nhỉ? Trên tầng tùm có hai cái. Để tôi xem kiểm tra lại 3D này. Đấy, thấy chưa? Cho vào bảng thống kê biết ngay mà. Tầng tùm chắc bố trí cái gì rồi. Trên tầng tùm anh bố trí gì không? Không. Có. Chắc chắn phải có cái đồ gì đấy. Không. Vệ sinh picture guestbook sau này nó lại báo có thống kê nhầm à. A 1 để tôi sửa xem là Nam Chớp. Đây anh để furniture chơi này. Cái này em tưởng con đừng mua. Đây anh vẽ cái gì đấy? Model à? Đâu family. À anh family anh vẽ chuẩn đấy. Nhưng vấn đề là anh chọn chọn cho em cái này ấy. Nó là guestbook hoặc là quân. Anh vẽ family cũng kỳ công đấy, nhưng vấn đề là anh chọn sai category, anh thấy chưa? Nguy hiểm phết đấy. Đúng rồi, giời. Em mà quái lạ chẳng nhẽ nó lại nhầm. Em chỉ cần nhập cái ký hiệu phát, nó sẽ báo lỗi cho em là vị trí đấy ở đâu, tên ở đâu. Tên thì chắc chắn em biết là nó thuộc tầng tum rồi. Vâng. Vẽ két thì lần cho gì. Vỗ mặt. Đây. Thấy chưa? Ký hiệu này. Tầng này. Nhi. Ghi chú ơi. Chú thích này. Đây là gì? Số lượng này. Đây là gì? Đơn giá. Ảnh. Thấy chưa? Ảnh minh họa như kinh. Thấy chưa? Vấn đề đây ấy là gì? Ghi là gì? Thống kê đồ nội thất. Nó thuộc furniture mà. Còn thông bê thiết bị vệ sinh thì lại phải chọn vào phần plumbing picture đấy nhá. Như cái này cho ông điện nước. Được chưa? Ông điện nước cũng vẫn phải học cái này mà. Đúng không? Chọn đây. Chọn tất cả này. Nhưng mà thực ra kiến trúc vẫn là người chọn đây này. Để muốn làm đẹp ấy thì edit phông này. Phông chữ cỡ chữ ở đây là thường nó sẽ là cỡ chữ 4. 4.5. Được chưa? Hoặc là 3.5. Đậm. Ok. Nha, tất cả các hàng. Hàng này. Chọn đây. Ta chỉnh chữ đây về cỡ chữ 2. Nhưng mà đậm. Ok. Nha, còn tất cả các hàng này đương nhiên là cỡ chữ 2 rồi. Đúng không? Chọn đây này. Thin này thứ hiệu chỉnh cái phần Excel này tôi rất dễ thôi. Quan trọng nhất là phần shop đây. Ký hiệu thứ nhất lọc theo gì? Lọc theo try mark. Nha, tích bỏ này đi. Tích vào đây, đây là tổng số. Ok. Thì đây nó sẽ có là B1, B2,
G1, G2 đúng không? Số lượng này đúng không? Có 3 loại đúng không? Này chọn này. Nhưng mà tôi lọc tiếp ở đây theo gì? Level. Ok. Thế đây nó chỉ có tầng 2 thôi mà. Chỉ có tầng 2 có thôi. Nhưng mà tôi muốn copy lên tầng 3 hay sao? Này. Các bạn thấy bản lát sàn thì có cần phải để đồ không? Không cần thì phải chọn vào phần. Bây giờ nó phát sinh thêm đồ này. Chọn vào đây. Vào phần model này. Chọn gì? Furniture. Tích bỏ hẳn đi luôn. Này. Không còn xuất hiện luôn. Đâu? Cái này á? À cái đấy không phải ấy. Cái đấy không thuộc về cái của anh. Không phải. Không phải cái anh bố trí. Cái đấy như cái... cái PC nhầm. Ừ. Nó không phải là này. Không phải đồ thất. SA này. Chọn này. Ấn can chân C này. Paste này. Align lên tầng 3 này. Cho nó. Này. Này. Đúng không? Bây giờ vào bảng schedule này. Mọi người thấy đâu? Nó tầng 2, 3, 4 này. Thì bây giờ mình phải lọc theo gì nữa? Đây. Lọc theo tầng này. Không, không phải. Này lọc theo B1, B2. Tôi đảo ngược lại đi. Này lọc theo tầng trước này. Này theo trái mắt này. Này tầng 2. G1, G2. Các thấy không? Đây lọc theo tầng. Tôi phân tầng. Tầng 1, tầng 2. À tầng 2, tầng 3, tầng 4. Có B1, B2, B3. Đúng không? Còn nếu mà các bạn lọc theo đồ thì các bạn ngược lại cho tôi. Đây là gì? Trái mắt. Đây là level. Ok. Thì mọi người sẽ B1. Tất cả cái B1 nó thuộc về đây. Tầng 2. Đúng không? Thì bao nhiêu cái B1 ở đây thì tôi muốn chọn ẩn cái B1 thì chọn vào formatting này. Ấn vào thuần thoại mắc này, ẩn nó đi. Hai in view. Thì đây nó sẽ có B1 tầng 2 là bao nhiêu cái, tầng 3 là bao nhiêu cái, tầng 3 B2 G1. Sau này mình thêm ký hiệu khác nữa thì nó sẽ nhảy thêm ký hiệu khác nữa. Mọi người hiểu không? Tổng số B1. Tổng số B1 đấy. Tổng số B1 đây đây mình chỉ cần tích vào đây thôi. Đây tổng số đây thì mình sẽ tính vào phần là formatting này, chọn vào phần thoái mắc này đúng không? À, chọn vào thoái mắc đi, số lượng count này, chọn đây là total là tổng, thì đây là tổng là 24 đúng không ạ? Muốn tổng thành phần đấy, chọn đây, tích vào phần này, ăn nhiều nhiều. Tổng thành phần thì phải tính, tích vào đây. Đấy. B1 là gồm 6, B2 là 12. Đấy, đây là tổng thành phần. Tổng là 24, còn thường thì tôi không ở thống kê như này cả. Tôi hay thống kê theo như này, theo level. Và đây là theo try mark. Là tôi tích bằng này. Đây, thì ở đây nó sẽ có... Tôi sẽ phải hiện cái phần try mark lên. Nhưng mà tôi sẽ ẩn phần gì đi? Vào đây. Tôi sẽ ẩn phần level đi. Level đây. Ẩn đi. Mọi người sẽ thấy là tầng 2 có B1, B2, B3. Số lượng của nó tầng 2, tầng 3. Nên giờ thì số lượng ở đây thì tôi sẽ để tích vào phần này. Tích vào phần try mark. Cần cái này. Này. Level này. Đây là phần hit là phần chia nó ra rồi. Tôi lại nhầm nó rồi. Tổng là chỉ có tổng không thôi.
Này. Ta chọn là vào phần này, ta chọn là try tutorial. Tầng 2. Curtain tutorial. Này. Tổng là 8. Còn nếu mà chọn tiếp ở đây nó sẽ là chỉ có tổng không thôi. Thì đây, mọi người sẽ thấy là tầng 2 này có 8 này, tầng 3 là 8 này, tầng 4 là 8 này. Nhờ còn ví dụ như sau này ta vẽ ở đây thì đương nhiên thì ta vẽ thấy chưa? Nhưng đây số lượng đơn giá thì ở đây thì quá là dễ rồi, nhìn nào giống nhau thì nhập giống nhau thôi. Nha. Chú thích ghi chú gì ở đây thôi. Đấy nha, bàn gỗ công nghiệp hay gỗ gỗ gì gì ấy nó giống nhau. Đấy nha. Như đây là B1 thì bàn gỗ công nghiệp chẳng hạn. Đại loại như thế. Đấy, thì tất cả nó nhảy theo. Đấy nha, đánh nhanh, không phải copy. Cấu kiện, nếu như ảnh minh họa mà muốn lấy ảnh minh họa nhanh ấy thì chỉ có cách này thôi. Đây, vào mặt bằng đó. G1 đây đúng không? Ghế 1 vừa lúc tôi đã chọn là cái gì nhỉ? Thôi rồi, tôi lấy cái bàn này đi. Đấy nhá. B1 đây, sắp xỉn bóc này đúng không? Đã nhìn thấy cái bàn đấy chưa? Đấy nhá. Đấy. Như này, ấn filter này, tôi toàn chụp ảnh màn hình thôi. Nhanh nhất có thể đấy chưa? Bạn cho ảnh này vào. Lưu lại. Nhờ tôi chọn là desktop này. Này. Ví dụ này. Dùng hai phần mềm xong mà chụp ảnh được. Chọn đây. B1 đúng không? Add đây. Desktop. Này. Ok. Xong xuôi nhưng chúng ta chưa nhìn thấy ảnh đúng không? Thì chúng ta phải cho vào bản vẽ. Như đây tôi sẽ tạo hai cái sheet view này. Sheet này. Nè. A3 này. Rename này. Là gì? Mặt bằng bố trí nội thất. Tầng 1. Tầng 2. Ok. Mọi người thấy đây chưa? Nhờ cho một cái bảng tôi để dịch đây nhé. Cái bảng thống kê đây. Kéo vào nó nhìn cái ảnh à? Để không bảo nhìn à? Đúng rồi. Nó phụ thuộc vào vấn đề cái ảnh này. Tầng 2 nó cũng lọc theo tầng 2. Hả? Cái gì? Thống kê, bảng thống kê. Đây, lọc theo tầng 2 đây còn gì nữa? Có vẫn còn tầng 3 và 4 nhỉ? Chia. Tầng nào chia lại. À, lọc theo tầng gì? Tầng này chọn đây, filter chỉ lọc theo tầng nào thì lọc theo level. Đây, chọn tầng nào, bằng tầng nào, bằng tầng 2 nhỉ? Đây. Đây. Đây, tầng 2 chỉ có thế này thôi. Ảnh đây. Đấy. Vội rồi thì chụp ảnh màn hình nó vẫn còn là đẹp chán. May là có hình ấy. Thật, nói với chủ đầu tư là may là còn có hình ấy. Không. May là có ảnh ấy. Không, chẳng có gì đâu. Nhà chúng ta có thể hai này đi, nó ẩn nó đi. Hàng lên. Chúng ta chọn click được đây, chọn filter. Đây chưa cần làm một cái thuật toán gì cả. Nha. Thuật toán mình hôm thứ bảy. Còn đỡ bộ bài. Đấy mọi người thì làm xong phần thống kê này thôi.
quá là ổn làm gì nữa, đúng không? Thế mình kiến thức nhiều thứ lắm, thống kê cửa nội thất thì bọn em chẳng là thống kê chuẩn ra là chúng ta vẫn phải có cái bảng thống kê này, đúng không? Mạnh nhất là thống kê to hơn làm sao được, chỉ có chữ này to hơn thôi. Đó. Nhỏ hơn chữ này ạ. À, nhỏ hơn chữ này đã chỉnh đâu. Như chọn đây đúng không? Anh chọn tất cả những cái text đây đúng không? Thì anh phải vào phần cuối cùng này. Anh chọn đây em là outside này, outdoor này, chữ text này 2.0 này. Đó. Hit đó, đây là tất cả cái đường tách sâu tách outline là đường bo ngoài, cái này nó phụ thuộc này, nó phụ thuộc vào phần tag của cái thằng bên trong cơ, thằng B1 này này, nó cho kích thước tag của bản vẽ cơ chứ không phải là do kích thước của thằng này đâu. Đây này, do kích thước này này. Đây này, chọn đây này, mình chọn kích thước này nó về 2.0 này. Đúng không? Load này. Alright. Mọi người thấy đây chưa? Đấy, mà thường những cái chữ này thì tag này, cỡ chữ này thì tag thì thường người ta hay tag chữ đậm. Mặt bằng bố trí nội thất là mặt bằng định vị mà việc là chúng ta chủ yếu là thống kê đồ thôi mà. Chưa nhảy sang nhỉ? Xem nào. Cái bảng này thì bản này thì ok đúng không? Nhìn cái ok sang bản kia thì trông bé hơn. Anh xem để chú ý. Nó cũng có view template cho cái này mà. Edit file của công ty. Trai nó cũng như theo lết rồi. Chọn này. Này 2.0 chuẩn rồi đấy. Này. Thì như cái body tích ấy. Đấy. Body tích là cái nó có cái khuôn ở bên ngoài này, là outside này. Nếu mọi người tích vào đây, mọi người tích bỏ cái outside đi thì nó không có. À outline là nét bên ngoài. Đây này. Đây này. Nét bên ngoài ấy. Bao ngoài thường thì tôi hay để là nó có. Nó là thin line là gì thôi, tùy. Còn grid line thì là Archivina này. Đây. Đây nha. Trông như bảng nợ. Rồi thế nhỉ, hôm nay thế này thôi nhỉ.